Vợ nhặt, Kim Lân, người đọc Nguyễn Huy Ngọc, Võ Hoàng Xuân Quỳnh. Lược phần đầu. Trước kia mỗi chiều đi làm về, Tràng chỉ đi một mình. Anh thường đùa vui với lũ trẻ trong xóm ngụ cư. Nhưng độ này, trên đường về nhà, người ta thấy anh tỏ ra mỏi mệt, vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng, và lũ trẻ cũng ủ rũ, không buồn ra đón anh nữa. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào? Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu, lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngã rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng, không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẫn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều, người trong xóm bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở, khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước, thị cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàn nghiêng nghiêng, che khuất đi nửa mặt. Thị có vẻ rón rén, e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ, vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa như ngày trước, Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ con đứng dừng lại, nhìn Tràng. Đột nhiên có đứa gào lên: "Anh Tràng ơi!" Tràng quay đầu lại, nó lại cong cổ gào lên lần nữa: "Trông vợ hai!" Tràng bật cười. Bố rằng, người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên, xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố, úp súp, tối om. Không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói giật giờ, đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng Tràng và người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán. Hình như họ cũng hiểu ra được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác, u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống tối khát, tâm tối ấy của họ. Một người thở dài, người khá khẽ thì thầm hỏi: "Ai đấy nhỉ? Hay là người dưới quê của cụ Tứ mới lên?" "Chả phải, từ ngày còn mồ mao cụ Tứ, có thấy họ mặc mà lên thăm đó." "Quái nhỉ?" Im một lúc, con người bỗng lại cười lên rung rúc. "Hay là vợ anh cu Tràng nhỉ?" "Ừ, khéo mà vợ anh cu Tràng thật anh em ạ. Trông chị ta thèn thèn hay đáo để." "Ôi chào, rời đất này còn dưới cái của nợ đời về, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thi này không?" Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, thì càng ngượng nghịu. Chân nọ bước díu cả vào chân kia, hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm. Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình. Lượt một đoạn, trên đường về nhà, người đàn bà thì ngượng nghịu, còn Tràng thì tỏ ra thích chí và tự đắc. Thỉnh thoảng họ nói với nhau những lời vụng về, lúng túng. Thị lặng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúng rối trên mảnh vườn mọc lốm nhổm những bụi cỏ dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô lên, nén một hơi thở dài. Tràng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát.
sóng áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại, nhìn Thị cười. Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tràng vỗ vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây. Ngồi xuống đây. Tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Tràng đứng tay ngay giữa nhà một lúc. Chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên. Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết? Hắn loanh quanh, hết chạy ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng, quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Ồ, sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tỉm cười một mình. Nhìn Thị ngồi ngay giữa nhà, đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hả? Việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ. Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào, đâu có hai bận. Ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh, một bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đấy. Hắn đoán họ ngồi đấy để nhặt hạt rơi, hạt vải, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò này. Lời đấy mà đầy xe bò với anh đi. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như mắc nẻ. Kìa, anh ấy gọi, con muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra để xe bò với anh ấy. Thì con cớm. Có khói cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, lá hợp hay nó khoác đấy. Tràng ngoái cổ lại, vuốt mồ hôi trên mặt, cười. Thật đấy, có đẩy thì ra đây mau lên. Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại, đẩy xe cho Tràng. Đã thật thì đẩy, chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ? Thị liếc mắt, cười tít. Tràng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, Tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh, thì Thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn, xưng xỉa nói: điêu, người thế mà điêu. Hắn dương mắt nhìn Thị không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra Thị là ai. Hôm nay Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đĩa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy hai con mắt. Không mấy lần léo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi. Hắn toét miệng cười. Chả mấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống đây ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Thị vẫn đứng tông cớn trước mặt hắn. Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Rất bô cù hả? Hai con mắt trũng hoáy của Thị tức thì sáng lên. Thị đon đả: ăn thật nhá. Ừ thì ăn, sợ gì. Thế là Thị ngồi xà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền, chẳng trò chuyện gì. Ăn xong Thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở. Ngon. Về chế hay hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười. Làm đếch gì cô vợ. Này, nói đùa chứ, cô về với tớ thì ra khuôn hàn lên xe rồi cùng về. Nói thế Tràng cũng tưởng là nói đùa,
Ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợn, nghĩ thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, là còn đèo bồng. Sau không biết nghĩ thế nào, hắn tặc lưỡi một cái. Kệ. Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua cho thị một cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt, và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về. Tràng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe, ngoài đầu ngõ có tiếng người húng hắng ho. Một bà lão từ ngoài rặng tre lọng khọng đi vào. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, Tràng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao u về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ Tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn Tràng, chậm chạp hỏi. Có việc gì vậy? Thì u hẳn cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Không phải con cái đục mà. Ai thế nhỉ? Bà lão hấp hái cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận ra là người nào. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Tràng tươi cười. Thì u hẳn cứ ngồi lên giường, lên giếc, chuyện chện cái đàn nào. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lát, thì cất tiếng chào lần nữa. U đã về à? Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Tràng nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào u. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn lại bước gần nói tiếp. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau. Chẳng qua nó cũng là cây số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự. Vừa ai oán, vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi. Những mong con mình sinh con, đẻ cái, mở mặt sau này. Con mình thì... Trong kẻ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cái cơn đói khát này không? Bà lão khẽ thở dài ngẩng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có được vợ. Thôi thì bổn phận, bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này, thì thằng con của bà cũng có vợ, nó yên bề nó. Chẳng may ra ông giời bắt chết, thì cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng. Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời. Nhà ta hiền nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn, ra may mà ông trời cho khác, biết thế nào hả con? Ai mà giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi, con cái chúng mày về sau. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng, uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt rắm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khát lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão,
nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ, dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau. Cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu, là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thì vẫn khép nép đứng yên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống, thân mật. Kể có ra, làm được giống ba cái mâm thì phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận chi cái lúc này. Cố làm sao, chúng mày hòa thuận là ung mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá. Bà cụ ngẹn lời, không nói được nữa. Nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Lượt một đoạn, cảnh gia đình trước lúc đi ngủ. Vợ chồng Tràng sượng sùng chẳng biết nói gì. Có tiếng hờ khóc vẳng đến từ phía những ngôi nhà có người chết đói. Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái, lững lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ, đến hôm nay hắn vẫn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè, sáng lóa sói vào hai con mắt còn cây xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi, mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đĩa vẫn vắt khư mươi niên ở một góc nhà, đã thấy đem ra sân hông. Hai cái ao nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi, đã kín nước đầy ấm ấp. Đống rác mùng tung bành ngay lối đi đã hót sạch. Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi dãy những bụi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạc trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường, nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên, hắn thấy thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con, đẻ cái ở đây. Cái nhà như cái tổ ấm, che mưa, che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra sân. Hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ Tứ chợt thấy con trai đã dậy. Bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu: Anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn, chẳng muộn. Vâng ạ. Người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Tràng nôn thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu, đúng mực, không còn vẻ gì trao chát chỏng lõn như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu chí làm ăn không. Bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bủng beo, u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quan quẻ nền nếp thì cuộc đời của họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có đọc một lùm rau chuối thái rối và một cái đĩa muối ăn với cháo. Nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. Tràng à, khi nào có tiền, tao muốn lấy đôi gà. Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này, quấn đi quấn lại, chả mấy mà có nghe đàn gà cho mà xem. Tràng chỉ Vân. Tràng Vân rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng
ngừng lại. Niêu cháo lỏng bỏng, mỗi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhặn. Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày để u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười. Yeah đây. Bà lão múc ra một bát. Chè khoáng đây, ngon đáo để cơ. Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại. Thị điềm nhiên vào trong miệng. Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho. Người mẹ vẫn tươi cười, đon đả. Cám đấy mẹ. Ngon đáo để, cứ thử mà xem. Sớm ta khói nhà, còn chả có cám mà ăn đấy. Tràng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vào miệng. Mặt hắn chung ngay lại. Miếng cám đắng chát và nghẹn ứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì. Họ cắm đầu vào ăn cho xong lần. Họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn len vào trong tâm trí mọi người. Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống, dồn dập vội vã. Đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành từng đám, bay vẫn trên nền trời như những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài, thì nói lý nhí trong miệng. Trống gì đấy? Ô nhé. Trống thuốc thuế đấy. Đàn thì nó bắt lòng đây, đàn thì nó bắt đóng thuế. Trời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con à. Bà lão ngoảnh vội ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Con dâu có vẻ lạ lắm, thì lẩm bẩm. Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à. Im lặng một lúc, thì lại nói tiếp. Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không chỉ đóng thuế nữa đâu, người ta còn phá cả kho thóc của Nhật, chia cho người đói nữa đấy. Tràng thần mặt ra nghĩ ngợi. Cái mặt to lớn bậm lại, khó đăm đăm. Miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bả ra chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Tràng hỏi vội trong miệng hắn. Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy. Họ đi cướp thóc đấy. Tràng không hiểu gì, sợ quá, kéo vội xe thóc của liên đoàn, tắt cánh đồng đi lối khác. À, thì ra họ đi phá kho thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ khó hiểu. Ngoài đình tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.